chào các bạn rất vui gặp lại các bạn trong loạt bài hướng dẫn về Android của Blog Star Xe. Mình là Việt. ở bài thứ ba này mình sẽ cho các bạn uh, cách cài đặt Android SDK. Uh, SDK là từ viết tắt cho Software Development Kit tức là một bộ phát triển phần mềm sử dụng. nó tạo ra các cái simulator thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra cái simulator cho Android tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái smartphone ảo trong máy tính để chúng ta chạy các ứng dụng của chúng ta. thì đó là mục đích của Android SDK việc cài đặt cái này thì cũng không quá phức tạp các bạn vào trang uh, như lần trước mình đã giới thiệu các bạn trang developer.android.com này tức là các bạn gõ vào vào forum ấy, thì vào cái tab SDK tab thứ hai ở đây thì các bạn download cái gói uh, tương ứng với cái platform của các bạn thì uh, ví dụ như là windows thì các bạn tải uh, cái file zip hoặc file exe ở đây thì bản này là bản 16 tại thời điểm hiện tại thì trong máy của mình đã cài bản 15 rồi thì máy của mạng của nhà mình hơi chậm nên mình không cài minh họa về là việc cài đặt thì sau khi chúng ta download về thì chúng ta cài đặt nó như một phần mềm bình thường tức các bạn sẽ cài đặt nó như một phần mềm bình thường thì sau khi cài đặt xong thì nó sẽ nằm ở mặc định nằm ở trong cái thư mục đối với win thì nó nằm program file android và sdk android sdk như này thì nó sẽ có hai cái file quan trọng mà chúng ta cần chú ý đó là file amvd manager và sdk manager exe thì đây là hai cái file mà chúng ta sẽ mở thì sau khi mà các bạn cài đặt xong thì nó sẽ có một cái form để hỏi chúng ta là có muốn update luôn không thì các bạn click update hoặc là không thì các bạn sẽ click vào đây và update sau thì sau khi mà chúng ta có những cái này các bạn ví dụ các bạn click vào đây thì các bạn sẽ thấy là với Android SDK Manager thì các bạn sẽ thấy những cái gói mà chúng ta đã cài đặt và mặc định nó sẽ load những cái update cuối cùng ở đây thì bây giờ khi mà chúng ta cài đặt xong thì các bạn uh, update ở đây mình chọn cái gói Android 2.2 API 8 tức là phiên bản 8 của Android 2.2 tiếp đến là các bạn có thể cả thêm một số cái tool khác ví dụ như Google API hoặc là những cái cho thằng Galaxy Tab chẳng hạn thì đấy những cái mà chúng ta Chúng ta cần cho cái loại bằng dẫn này thì các bạn click vào Android 8. Đây. Sau khi cài đặt xong, sau khi cài đặt xong thì các bạn click vào cái file uh, file nào nhỉ? File uh, AVD Manager ở đây thì AVD Manager này thì nó sẽ cho phép các bạn thấy được các cái simulator mà các bạn đã tạo ra ví dụ như đây. Uh, cái này thì detail ở đây chẳng hạn edit thì khi mà các bạn uh, click vào cái nút new các bạn gõ tên gõ tên một trên trên này gõ gõ tên vào cái uh, amd là chỉ chính là cái vịt con nó hiện ở đây theo cái tên của chúng ta xong rồi các bạn có thể chọn những cái api mà các bạn đã cài đặt thì đây tôi chọn là cái android 2 2 8 size là bao nhiêu megabyte thì các bạn chọn ví dụ 50 100 chẳng hạn thì sau khi các bạn click xong thì các bạn click tạo ra thì nó sẽ tạo ra như này thì sau khi mà chúng ta có cái này chúng ta muốn start thì các bạn chọn vào và click start ở đây thì khi start thì các bạn chọn cái scale display ở đây thì các bạn tăng cái này lên để cho cái hiển thị màn hình ra ngoài nó lớn lớn một chút thì ví dụ như thế này sau khi chúng ta có có thì nó hiển thị ra một cái 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 giao diện smartphone như này thì nó giống hệt cái android thật thì đây là cái việc sử dụng sau khi chúng ta có cái này thì các bạn làm thêm một bước nữa là các bạn gõ vào window của Eclipse vào Re preference đây. Click vào các bạn chọn vào cái Android thứ hai. Sau khi mà chúng ta cài đặt cái plugin cho Android thì trong Eclipse nó xuất hiện cái 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 phần của Android này. Thì các bạn nếu mà nó không tự map thì các bạn click vào cái browser, browse thì sau rồi các bạn chọn SD, SDK location đây thì các bạn link đến cái chỗ mà chúng ta cài đặt Android Android SDK thì nó sẽ list hết toàn bộ ra những cái thằng mà chúng ta đã cài đặt thì đấy là về cái việc chúng ta map sdk và Eclipse. hoặc các bạn cũng có thể click vào android manager ở đây thì các bạn sẽ thấy ở trên này nó sẽ có hai cái menu đây là những cái chúng ta chúng ta cũng click start tương tự như thế thì sau khi mà chúng ta start cái thằng simulator thì nó sẽ có một giao diện giống hệt với cái thằng uh, android thật thì ví dụ nó cũng có đầy đủ các cái tính năng home menu rồi contact trong này nó có đầy đủ trong những cái đồng trong này có hết thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ uh, cài đặt thì nếu nếu mà các bạn đã hoàn thành việc cài đặt eclipse việc hoàn thành cài đặt cho sdk cho android thì xem như chúng ta đã sẵn sàng cho việc lập trình android thì nếu bạn nào mà cài đặt không thành công, bị lỗi thì các bạn cứ gửi câu hỏi cho mình hoặc là post lên trên uh, blog thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn thêm. Uh, ngoài ra các bạn có thể search trên mạng để những xem những cái việc cài đặt này. Thì việc cài đặt này chính là cái bước đầu tiên mà chúng ta cần cần và đủ để chúng ta lập trình với Android. Thì hy vọng các bạn sẽ giải nhanh chóng giải quyết được cái bước này. Hẹn gặp lại các bạn ở các cái bài hướng dẫn tiếp theo của Blog Star Điên xe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.